Xin chào toàn bộ quý khách hàng của Viện Thẩm mỹ Sen ạ. Hiện tại thì mình đang livestream trực tiếp trong phòng điều trị laser của bác sĩ Huy Trường. Và ngày hôm nay thì cũng như thường lệ là một buổi chiều rất là đông khách hàng, một ngày làm việc khá là năng suất của bác sĩ Huy Trường. Và điều đặc biệt là hôm nay mình sẽ livestream cùng mỗi một vị khách hàng đang điều trị nám tàn nhang. Khá là điển hình tại vì là đây là tình trạng của một vị khách hàng là đã điều trị nám thất bại, điều trị nám sai cách khiến cho tình trạng nám trở nên nặng nề mọi người nhé. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, khách hàng đang điều trị hiện tại là cô Vân. Cô Vân thì hiện tại năm nay là 51 tuổi và cô đang sinh sống làm việc tại thành phố Nam Định. Và cô Vân trước khi đến với thẩm mỹ Sen tiếp nhận tình trạng da của cô Vân. Mọi người có thể xem tình trạng da trước khi điều trị của cô Vân nè. Da của cô có rất nhiều nám và thâm, tình trạng da rất là sạm và xỉn màu. Cô Vân thì có chia sẻ là trước đây tình trạng da của cô là cô bị nám nội tiết chân sâu, có một vài chấm ở hai bên gò má và cô đã tìm đến một số spa không uy tín và làm những cái liệu pháp phi kim lăn kim và bong da, gây ra cái tình trạng bị thâm sạm và tăng sắc tố như trong ảnh mọi người đang nhìn thấy đấy ạ. Tình trạng da rất là nặng và khi đến với thẩm mỹ Sen thì cô rất là buồn tại vì là từ những cái vết nám chân sâu rất là nhỏ thôi do điều trị sai cách để mà làn da mang lại làn da bị hỏng nặng nề như thế này. Đó, và cô đã đặt niềm tin tại thẩm mỹ Sen. Và như mọi người đang nhìn thấy, bác sĩ Huy Trường đang điều trị cho cô. Hiện tại đang là buổi điều trị thứ 8 mọi người nhé. Tình trạng da của cô Vân thì khác với những làn da khác, bởi vì là đây là một cái làn da đã bị điều trị sai cách, rất là mỏng yếu, sau phi kim lăn kim bị bong da tăng sắc tố, nên là phác đồ điều trị dành cho da của cô Vân cũng sẽ phức tạp hơn. Nhưng với máy móc công nghệ cao cũng như tay nghề kinh nghiệm điều trị lâu năm thì bác sĩ Huy Trường đã đưa ra một cái phác đồ điều trị phục hồi làn da cũng như điều trị những cái sắc tố thâm sạm trên da của cô. Và mọi người có thể nhìn thấy cái làn da hiện tại của cô thì hiện tại là đã sạch gần như là được 85% rồi mọi người nhé. Da đã khỏe, căng bóng hơn rất là nhiều và toàn bộ những cái vết thâm là đã không còn trên bề mặt da, chỉ còn một chút tàn dư của nám chân thôi ạ. Và cô Vân thì hiện tại vẫn đang trong cái phác đồ điều trị của bác sĩ Huy Trường. Mọi người có thể nhìn thấy. Và cô Vân thì hiện tại đã 51 tuổi và da cũng khá là lão hóa rồi mọi người nhé. Và trong quá trình xem video trực tiếp thì mọi người có thể thấy cái công nghệ điều trị laser tại thẩm mỹ viện Sen thì hoàn toàn không gây tổn thương da, không gây bong chóc đỏ đau và không nghỉ dưỡng. Cái điều đặc biệt và sự khác biệt khi điều trị nám tàn nhang tại thẩm mỹ viện Sen là khách hàng không bị mất quá nhiều thời gian, công sức và cầu kỳ vào những cái việc như kiểu là chăm sóc da, phục hồi bằng những cái sản phẩm kem dưỡng. Đó là những cái nhược điểm mà những cái công nghệ điều trị bằng máy móc hoặc là cái phác đồ không chuẩn thường hay mắc phải. Những spa khác thì thông thường khi mà mình qua điều trị nám tàn nhang sẽ phải dùng rất nhiều thuốc uống kem bôi. Nhưng cái ưu điểm đặc biệt của thẩm mỹ viện Sen là cam kết điều trị nám cho khách hàng không phụ thuộc vào kem bôi thuốc uống nội tiết mọi người nhé. Phác đồ điều trị một tuần một lần và về nhà mình chỉ cần dùng những cái sản phẩm dưỡng ẩm chống nắng hoàn toàn thông thường như hàng ngày mình hay dùng thôi ạ. Hiện tại thì cũng đang còn rất nhiều khách hàng chờ để đến lượt mình điều trị đấy. Và để không làm gián đoạn cái công việc điều trị của bác sĩ Huy Trường nữa thì mình xin kết thúc video livestream tại đây. Và rất là mong gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Và chắc chắn rằng sau một vài buổi điều trị nữa mình sẽ tiếp tục xin cô Vân video trực tiếp khi mà cô Vân đã đạt hiệu quả lên đến 100% rồi mọi người nhé. Mọi người cùng chờ đợi nhé.